kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra. Mời quý vị và các bạn đón xem. Những tình tiết rùng rợn vụ bác sĩ phân xác người tình ở Đồng Nai. Liên quan vụ việc giết người phân xác ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai gây xôn xao dư luận những ngày gần đây, Công an tỉnh Đồng Nai ngày 27 tháng 4 tiếp tục hỏi cung nghi can Danh Sơn, 36 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, để điều tra làm rõ về hành vi giết người và xâm phạm thi thể. Theo lời khai của Sơn, khoảng một năm nay, Sơn có quan hệ tình cảm với chị Bích Ngờ, 37 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, là nữ nhân viên y tế. Thời điểm này, cả hai đã có gia đình riêng. Thời gian gần đây, chị này thông báo đã mang thai là con của Sơn. Sợ gia đình biết chuyện sẽ ảnh hưởng đến danh dự và công việc của cả hai người, nên Sơn tìm cách xử lý. Đến trưa 13 tháng 4, Sơn đang trực tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, thì chị đến nói chuyện, cùng tìm cách giải quyết. Ít phút sau đó, nghe người tình than mệt, Sơn đã chuyển nước cho chị tại phòng trực của mình. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, Sơn đã dùng thuốc an thần bơm vào bình chuyển nước, vượt liều lượng cho phép nhiều lần với mục đích làm cho người tình tử vong. Khi nạn nhân đã bất tỉnh, gã bác sĩ này đã dùng dao mổ phân xác nạn nhân đem phi tang trong khu công nghiệp ở thành phố Biên Hòa và ở khu rừng thuộc xã Thiện Tâm, huyện Vĩnh Cửu. Trước sự mất tích đột ngột của chị Ngờ, người thân của chị đã trình báo công an thành phố Biên Hòa. Vào cuộc điều tra, công an phát hiện nạn nhân nhiều lần chuyển tiền cho người đàn ông tên Danh Sơn. Ban đầu, khi làm việc với công an, Sơn khai không liên quan đến việc mất tích của nạn nhân. Đến ngày 26 tháng 4, bằng các tài liệu chứng cứ rõ ràng, Sơn đã phải cúi đầu nhận tội. Quá trình khám xét nhà Sơn và nơi làm việc, công an thu giữ một khẩu súng dạng rulo có 5 viên đạn, 2 chiếc nhẫn nghi của nạn nhân. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa vẫn đang lấy lời khai của đối tượng Danh Sơn để làm rõ những tình tiết liên quan. Song dư luận đặt ra câu hỏi, liệu nạn nhân đã thực sự tử vong hay chưa trước khi Sơn thực hiện hành vi xâm phạm thân thể, phân xác người tình ra làm nhiều mảnh rồi phi tang. Ngày 13 tháng 10 năm 2023, như bao ngày mưu sinh khác, anh D đang chèo thuyền trên sông Hồng, đoạn thuộc địa phận xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Anh D là một người dân đánh cá ở khu vực này nhiều năm qua. Tuy nhiên, chính anh D cũng không ngờ mình là người đầu tiên phát hiện ra một vụ trọng án nghiêm trọng. Theo đó, 12 giờ 30 phút ngày 13 tháng 10 năm 2023, khi anh đang bơi thuyền đánh cá ở sông Hồng, thì tá hỏa nhìn thấy mảnh thi thể người. Theo lời kể của người đàn ông này, anh nhìn thấy một phần chân người nổi lên mặt nước, cách bờ khoảng 30 mét. Sau đó, anh tiếp tục phát hiện phần đầu ở gần bờ. Tìm kiếm thêm, anh D thấy phần thân của nạn nhân được bọc kín, giấu dưới nhiều tảng đá. Đặc biệt, khu vực giấu phần thân này được đổ lên một lớp xi măng. Ngay sau khi nhận thấy những mảnh thi thể trôi nổi như thế, ngay lập tức anh D đã gọi điện cho cơ quan công an. Lúc đó, chuông điện thoại của tổng đài 113 Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một số thi thể người tại mép bờ sông Hồng thuộc khu vực Miếu Bản, địa phận thôn Hai Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Từ đây, một vụ trọng án được các cơ quan chức năng tiến hành bóc gỡ. Ngay sau khi nhận được thông tin, xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an thành phố đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và giao Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Gia Lâm tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và tổ chức hoạt động điều tra theo quy định pháp luật. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã rà soát, mở rộng hiện trường, thu giữ được các bộ phận thi thể người đã bị phân thành nhiều mảnh. Qua khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân là nữ giới khoảng 20 tuổi, không mặc quần áo, đang trong giai đoạn phân hủy. Đáng chú ý, một đặc điểm nhận dạng của nạn nhân là ở một bên chân có xăm hình hoa sen. Nạn nhân tử vong do mất máu cấp, gây nên bởi hai vết thương tại phổi và tim. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi nhận định đây là vụ án giết người. Để che giấu hành vi phạm tội, sau khi giết chết nạn nhân, đối tượng đã lấy toàn bộ giấy tờ tùy thân, phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh, đem vứt, giấu xác nạn nhân tại sông Hồng, khu vực Miếu Bản thuộc địa phận thôn Hai Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Hành vi của đối tượng đã gây khó khăn cho công tác xác minh, xác định tung tích nạn nhân, thể hiện tính chất dã man của đối tượng, gây hoang mang trong dư luận nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô. Trên cơ sở các tài liệu điều tra thu được,
Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, lực lượng thực hiện đồng bộ các hoạt động điều tra để truy tìm tung tích nạn nhân, truy bắt đối tượng gây án với tinh thần quyết liệt, quyết tâm bắt bằng được đối tượng gây án, nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô. Bước đầu, Khanh khai nhận, ngày 10 tháng 10 năm 2023, Khanh hẹn chị Nhờ đến nhà Khanh tại phòng khu đô thị Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Khi vào trong phòng khách, Khanh và chị Nhờ xảy ra mâu thuẫn nên Khanh đã lấy dao nhọn, loại dao bản rộng khoảng 4cm, một lưỡi sắc nhọn, đâm nhiều nhát vào vùng ngực chị Nhờ. Sau khi chị Nhờ chết, Khanh đã lấy dao phân xác chị Nhờ thành nhiều phần rồi cho toàn bộ các phần thi thể vào bên trong thùng xốp màu trắng, dùng băng dính dán kín lại. Sau đó, Khanh gọi điện đến tổng đài hãng taxi Long Biên và thuê một xe taxi chở Khanh mang theo thùng xốp bên trong đựng thi thể chị Nhờ đi đến miếu bản thuộc thôn Giang Cao, xã Bát Tràng. Khi đi đến bậc dẫn lên xuống sông Hồng, khu vực miếu bản, làng Giang Cao thì Khanh bảo tài xế taxi dừng xe và nhờ người này bê giúp thùng xốp xuống xe để thùng xốp ở tại bậc lên xuống. Sau khi anh lái xe rời đi, Khanh một mình bê thùng xốp đựng thi thể chị Nhờ xuống sông Hồng để phi tang. Khanh vứt một số phần thi thể xuống sông Hồng và chôn giấu một phần thi thể ở mép sông Hồng. Sau khi thực hiện xong việc phi tang thi thể chị Nhờ, Khanh đã liên hệ với tài xế taxi quay lại đón Khanh và đưa Khanh về chung cư. Ngay sau khi về đến chung cư, Khanh đã lấy xe máy Honda E-Blade mang biển kiểm soát 17B7342XX đi đến cầu Thanh Trì, vứt hai chiếc điện thoại của chị Nhờ xuống sông Hồng, giấu chiếc túi sách, dép của chị Nhờ ở nhà trọ tại thôn 2 xã Bắc Tràng. Đến chiều ngày 12 tháng 10, do lo sợ thi thể chị Nhờ bị phát hiện, Khanh đã đến chợ gần khu vực ngã tư Đa Tốn, Hà Nội, mua 125.000 đồng tiền xi măng, mang đến khu vực giấu thi thể chị Nhờ với mục đích phủ xi măng lên phía trên nơi giấu thi thể nạn nhân. Do khu vực nơi giấu thi thể có đông người qua lại nên Khanh mang xi măng về nhà. Đến rạng sáng ngày 13 tháng 10, Khanh một mình quay lại vị trí nơi giấu thi thể chị Nhờ và đổ xi măng phủ lên phía trên để che giấu. Chiều ngày 13 tháng 10 năm 2023, khi biết được thông tin, cơ quan công an đã phát hiện thi thể của chị Nhờ, Khanh đã đi đến bến xe Giáp Bát, đi xe khách bỏ trốn về Thái Bình. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ một xe máy Honda E-Blade mang biển kiểm soát 17B7342XX tại hầm tòa S212, khu đô thị Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, thành phố Hà Nội, một chiếc túi sách, một đôi dép của chị Nhờ. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 14 tháng 10 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh về tội giết người, theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhận định, quan hệ của nghi phạm Khanh và nạn nhân Nhờ xuất phát từ đầu năm 2023 và rất thân với nhau. Bởi trước khi đối tượng đưa nạn nhân vào phòng riêng của mình để sát hại, cả hai còn dẫn nhau đi ăn. Nạn nhân đã mất, nghi phạm Khanh khai, hai người chỉ có quan hệ thân thiết. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.